Chị Thúy thì vốn được mệnh danh là Hoa hậu chứng khoán, bà Hoàng cổ phiếu, thì chị nghĩ sao về cái danh hiệu này? Mình cảm thấy rất là khó chịu bởi vì là từ khi có cái danh hiệu này thì mọi người khi gặp mình thì hay hỏi về bí quyết đầu tư cũng như là ba chữ cái, thì mình không thể nào mà có thể thỏa mãn mọi người được. Thế nên là mình cũng rất là buồn và rất là xin lỗi. Còn cá nhân mình ấy thì mình không có thích danh hiệu này, tại vì mình không muốn mang trên vai áp lực là mình lúc nào cũng phải giỏi, lúc nào cũng phải nói đúng, rồi lúc nào cũng sẽ phải thành công. Như thế thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Mình chỉ thích cái danh hiệu mà mình tự phong cho mình, đấy là một bà nội trợ biết đầu tư, tiền đẻ ra tiền thôi. Tại vì là mình muốn được thoải mái, trải nghiệm và được mạo hiểm trong đầu tư. Tất nhiên là mạo hiểm có tính toán. Và mình không muốn mang cái áp lực là mình phải làm chuyên gia, phải giỏi chuyên môn, lúc nào cũng nói đúng. Mình chỉ muốn là mình mua thấp này, bán cao này, mình được tận hưởng công việc của mình trong cái sự riêng tư thôi. Đó.